Chúng tôi nghĩ hạnh phúc là người thân luôn được khỏe mạnh, dù cuộc sống còn nhiều lo toan. Ánh mắt ân cần gửi trao trọn y đức, đôi tay tận tụy săn sóc vẹn yêu thương. Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, y đức chất lượng thân thiện. Chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động. Tận tâm chăm sóc như người thân yêu và luôn nỗ lực vì sự an toàn cho sức khỏe của người bệnh. Với đội ngũ y bác sĩ tận tình, hết lòng vì người bệnh, cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại từ Đức, Nhật, Hoa Kỳ, giúp các bác sĩ chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý về tai mũi họng, đặc biệt tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý ung thư vòm họng. Chúng tôi mong muốn làm hài lòng khách hàng ngay từ giây phút họ đặt chân đến bệnh viện. Mỗi giây đều cho chúng ta biết rằng sự sống là mãnh liệt nhất nhưng cũng rất mong manh, và y đức sẽ ươm mầm cho những hy vọng. Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, y đức chất lượng thân thiện.